Thưa quý vị, theo kế hoạch, dự kiến trong năm 2025, trẻ em gái trên địa bàn tỉnh Long An sẽ được triển khai tiêm vaccine HPV phòng ngừa ung thư cổ tử cung trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Hiện tỉnh Long An đã đăng ký kế hoạch với Bộ Y tế và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Theo đó, tổng số trẻ em gái dự kiến được triển khai tiêm HPV là gần 12.900 em. Đây là các trẻ em gái đến năm 2025 được 11 tuổi, tức học lớp 6. Thời gian triển khai là trong năm 2025. Trong đó, 50% nguồn kinh phí vaccine do GAVI hỗ trợ, 50% đề nghị thực hiện từ nguồn ngân sách trung ương, qua đó góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe của phụ nữ.